Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tháng 1 đạt 250 triệu đô la Mỹ, tăng 108% so với cùng kỳ. Hiện nay hàng hóa xuất nhập khẩu đang được thông quan qua 5 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trung bình khoảng 1.000 đến 1.200 xe một ngày. Hàng xuất khẩu 75% là hoa quả, nông sản như thanh long, xoài, sầu riêng, tinh bột sắn.